Trên toàn thế giới cũng như ở thị trường Việt Nam, Amway đã đầu tư và tiếp tục mở rộng hàng loạt các trung tâm phân phối, siêu thị, kho hàng trên khắp Việt Nam. Họ có hơn 300 nhân viên hỗ trợ, phục vụ khách hàng và nhà phân phối trên khắp cả nước. Họ tuân thủ và bảo vệ luật pháp của Việt Nam 100%. Họ đã đầu tư hơn 700 điểm giao hàng cố định trên toàn quốc để phục vụ khách hàng của mình. Amway cũng hợp tác với các đối tác vận chuyển uy tín lớn nhất ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa miễn phí đến tận tay khách hàng trên cả nước. Tính đến nay, Amway đã đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng vào thị trường Việt Nam. Như vậy, chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng Amway đã bỏ của, họ đóng vai trò sản xuất sản phẩm và đầu tư. Còn các nhà phân phối của họ thì làm gì? Ban đầu họ đóng vai trò là một khách hàng tiêu dùng, sau đó khi họ cảm nhận được chất lượng của sản phẩm, họ sẽ bắt đầu đi chia sẻ và kết nối các khách hàng đến với sản phẩm Amway qua siêu thị hoặc các nhà phân phối khác trong nhóm họ. Có thể hình dung rằng, ở đây, một bên sẽ bỏ công, chính là các nhà phân phối độc lập, và một bên bỏ của, chính là Amway. Amway đầu tư nghiên cứu, sản xuất sản phẩm và quản lý. Nhà phân phối của họ thì đưa sản phẩm đến tận tay khách hàng tiêu dùng cuối cùng, và họ hợp tác trực tiếp công bằng với nhau theo tỷ lệ 50-50. 50% Amway thu về để vận hành hệ thống sản xuất và nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm. 50% còn lại được chi trả công bằng cho các nhà phân phối và khách hàng trực tiếp của họ dưới cấu trúc hơn 10 loại hoa hồng khác nhau. Ai làm đến mức hoa hồng nào, hưởng hoa hồng đó. Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng. Với cách thức hoạt động và cấu trúc công bằng này của Amway, họ đã thu hút hàng triệu người trên khắp thế giới vào hoạt động kinh doanh của mình.